làm sứ giả truyền bá phúc âm của Thượng Đế. Thế giới lúc nào cũng xoay chuyển, tùy theo sự mong cầu và lối sống của con người trên trái đất này. Thế nào cũng có lúc thay đổi, cho nên tốt nhất là chúng ta tin vào Thượng Đế. Bây giờ thì chúng ta đã câu thông với Ngài, đối với chúng ta không sao hết. Chúng ta dù có đến hay đi, ở hay về với Ngài đều được cả. Ít ra chúng ta không sợ. Chúng ta không cần phải sợ, nhưng đôi lúc chúng ta cũng phải cầu Thượng Đế gia trì cho bà con, anh em mình. Biết đâu họ vẫn còn có thể được cứu vớt và xin Thượng Đế mau mau giúp đỡ họ. Điều quý vị có thể làm là cầu nguyện cho toàn thế giới, bởi vì có vẻ như chúng ta sắp sửa có vấn đề. Như nhiều nhà siêu linh trên thế giới đã tiên đoán, kể cả những nhà tiên tri người Mỹ nổi tiếng như Dixon, Casey gì đó, quý vị biết hả? Cho nên quý vị nên cầu nguyện và ngồi thiền. Chúng ta không có nhiều thời giờ, chúng ta không bao giờ có đủ thời giờ hết. Sư phụ hy vọng quý vị tin những gì sư phụ nói, sư phụ mong là quý vị tin. Những gì có thể cứu được thì chúng ta cứu, những gì bị hư hại thì đó sẽ là thiện ý. Thế giới của chúng ta đã trải qua rất nhiều biến cố, quý vị biết, nhiều sự thay đổi. Điều này không thể nào tránh được. Không cần phải nói rằng chúng ta mê tín, nghĩ rằng thế giới sẽ bị tận diệt hay sao đó. Chúng ta không cần phải tin điều đó. Chúng ta không phải tin. Một ngày nào đó nó sẽ xảy ra, đúng không? Hoặc là thế giới không phải bị tận diệt. Có khi chỉ bị phá hủy một phần nào đó và sẽ gây bất tiện cho rất nhiều người, hủy diệt rất nhiều sinh mạng và tài sản. Đây không phải là một điều mê tín. Và quý vị cũng phải cố gắng làm việc trong cộng đồng của quý vị, truyền bá phúc âm, nói với họ rằng chỉ có Thượng Đế mới cứu họ được. Thượng Đế cứu chúng ta không có nghĩa là Thượng Đế lúc nào cũng bảo vệ ngôi nhà hay thân thể của chúng ta, mà Ngài sẽ cứu chúng ta sau này, sau khi những vật chất vô thường không còn nữa. Ngài cứu chúng ta vĩnh viễn, chúng ta sẽ sống ở đó mãi mãi. Tin tưởng thiên đàng. Mặc dù đôi khi chúng ta có một nơi mà mình cảm thấy không vừa ý, nhưng dầu sao mình tin rằng nơi đó là dành cho mình bởi vì thiên đàng muốn cho mình nơi đó, hoặc mình tin tưởng Thượng Đế, hay tin tưởng thiên đàng, hay tin tưởng lực lượng minh sư, và dù thế nào cũng chấp nhận. Rồi sau này, dù có xấu, nó cũng sẽ trở nên tốt. Hoặc bằng cách nào đó, chúng ta sẽ dùng nó như một bước đệm để đến được chỗ tốt hơn. Bởi vì mình đã thi đậu, hoặc có lẽ bởi vì mình rất thiên về tâm linh, làm thiên đàng cảm động. Bởi vì một khi quý vị bỏ lỡ bước đó, bước tiếp theo quý vị cũng sẽ bỏ lỡ. Dù cho quý vị cảm thấy nơi đó tệ hơn, cảm thấy nơi đó không được riêng tư, không đủ riêng tư hay không đủ đẹp, hay bất cứ gì theo quan điểm của quý vị, thì cứ dời đi. Rồi lần tới, quý vị sẽ có một chỗ tốt hơn. Như là bậc thang vậy, quý vị sẽ đi lên, 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 lên. Đôi khi quý vị đi đến một nơi nào đó chỉ là để bắt đầu một cái gì khác, hoặc quý vị gặp ai đó chỉ là để gặp một người khác. Cho nên chỉ cần kiên nhẫn, chấp nhận và biết ơn về mọi thứ. Lời pháp cam lồ. Con người quý vị khi hợp lại thì không thể nhịn nói chuyện với nhau. Nhưng giữ được không nói chuyện là điều tốt nhất cho quý vị. Khi quý vị ngừng nói thì linh hồn quý vị mới ra làm việc. Lúc đó quý vị sẽ hợp tác chặt chẽ với nhau mà không cần ngôn ngữ. Nếu quý vị vẫn còn sử dụng ngôn ngữ để diễn đạt thì đẳng cấp quý vị còn thấp lắm. Khi nói chuyện, quý vị bị mất năng lực. Tại sao phải giữ không nói? Khi quý vị ngưng nói và làm việc một cách tự động thì đó là Thượng Đế đang điều hành. Quý vị không suy nghĩ, chỉ làm thôi thì đó là sự điều hành của Thượng Đế. Nếu quý vị còn dùng đầu óc và nghĩ là ta đang làm thì quý vị tự ngăn cách mình với Thượng Đế. Quý vị sẽ gặp khó khăn và chướng ngại, rồi không thể làm việc một cách suôn sẻ. Khi quý vị làm mà không biết là mình làm và hoàn toàn tập trung vào Thượng Đế, đó là cái được gọi là làm mà không làm. Bởi vì quý vị không biết là mình đang làm và không có mình trong đó, cho
Cho nên không có ý niệm là mình làm hay là không làm. Quý vị rất có phước báo, cho nên đừng có phàn nàn, đừng mang tư tưởng phủ định trong đầu, thậm chí cũng không nên nói lời phủ định. Bởi vì bất cứ điều gì quý vị nói, nó đều có một lực rất rất mạnh. Lực đó thật to lớn, không sao tưởng tượng được. Cho nên xin quý vị đừng có dùng đầu óc nữa. Nên nhớ, hãy trân quý từng giây từng phút để tập trung vào Thượng Đế. Đây là điều duy nhất mà Thượng Đế yêu cầu quý vị, và cũng là điều duy nhất mà quý vị nên làm. Miễn là quý vị thực hiện điều yêu cầu này, thì mọi điều khác sẽ trở nên rất dễ dàng, không có gì là khó khăn cả. Đừng mang bất cứ tin tức phủ định nào. Mọi tư tưởng đều phải tốt đẹp và khẳng định. Bất cứ tư tưởng phủ định nào cũng đều tạo ra điều phủ định. Cho nên, đừng có bất cứ tư tưởng nào phủ định. Đừng đề cập đến bất kỳ lời lẽ nào phủ định. Tất cả những gì quý vị suy nghĩ đều phải là những lời khẳng định. Và rồi quý vị là tốt nhất. Thể nghiệm tốt nhất. Thể nghiệm đẹp nhất đến với chúng ta là chúng ta sẽ trở nên nhân ái hơn, có lòng hy sinh cho người khác hơn, bao dung hơn. Không phải vì chúng ta thấy nhiều cảnh giới thiên đàng. Điều này chúng ta sẽ thấy, ai vãng sinh cũng sẽ thấy thiên đàng sớm hay muộn, đẳng cấp này hay đẳng cấp kia. Tất cả quý vị dĩ nhiên rất nóng lòng muốn biết đẳng cấp của mình, sứ mạng của mình trong đời mình và vai trò của mình trong vũ trụ. Quên đi! Cứ làm đứa con của cha, rất vui. Không là gì cả, cũng vui. Bất cứ thiên đàng nào muốn sử dụng chúng ta như thế nào, cứ để tự nhiên. Khi quý vị tập trung hơn, chú ý sâu hơn và ổn định hơn, quý vị càng có những điều tốt hơn. Nhưng điều đó cũng không quan trọng lắm. Quan trọng hơn là lòng nhân ái của quý vị sẽ phát triển thêm. Quý vị hài hòa hơn với bản thân. Quý vị thương yêu bản thân và người khác. Và rồi quý vị sẽ không ham muốn gì nữa, ngay cả thiên đàng, ngay cả cha. Cha lúc nào cũng là cha của quý vị, không thể chạy mất được. Thiên đàng thì trống vắng. Nếu họ không cho quý vị lên đó thì không sao, quý vị không đi. Quý vị ở đây. Sao cũng được. Quý vị cảm thấy rất bình an với chính mình. Không tha thiết thiên đàng, không khao khát quả vị Phật, bởi vì quý vị biết mình sẽ được. Sâu tận bên trong, quý vị sẽ có cảm giác rất an toàn này. Quý vị biết mình không thể chạy khỏi Thượng Đế, quý vị không thể chạy khỏi thiên đàng. Rồi sự ham muốn sẽ không còn, mọi ước muốn. Bởi vì quý vị biết từ linh hồn bên trong, không phải đầu óc, rằng quý vị sẽ được, rằng quý vị là điều đó, và là điều quý vị muốn trở thành. Nhưng điều đó cần thời gian, và không phải từ hôm qua. Ngay cả trẻ sơ sinh cần nhiều thời gian hơn để lớn lên. Tâm tình từ các hội viên. Năng lượng thiên đàng của đài truyền hình Vô Thượng Sư. Sư phụ kính yêu nhất, một ngày nọ khi đang xem truyền hình Vô Thượng Sư tại nhà, con đã thấy nhiều chúng sinh đột nhiên xuất hiện mặc đồng phục kaki và cà vạt xanh lá đang ngồi xếp hàng trật tự. Họ đang xem bài giảng của sư phụ trên truyền hình Vô Thượng Sư. Một lần khác, con nhìn thấy rất nhiều chúng sinh rạng rỡ, ăn mặc chỉnh tề, xuất hiện và ngồi bên ngoài nhà con, nghe sư phụ giảng và thưởng thức truyền hình Vô Thượng Sư. Trong tình cờ lần thứ ba, một vài tăng ni cũng đã xuất hiện và vào nhà con để xem truyền hình Vô Thượng Sư. Họ thậm chí còn ngồi thiền với tư thế xếp bằng. Con đường trước nhà con đã được thắp sáng và những cầu thang thiên đàng cùng những cung điện nguy nga hiện ra trên bầu trời. Lực lượng gia trì của truyền hình Vô Thượng Sư thật mạnh mẽ và vượt ngoài thế giới này. Và con còn có một thể nghiệm sống động khác. Một bạn mèo hoang bị mắc kẹt bên trong ngôi nhà hoang gần nơi con sống. Cô mèo vừa khóc vừa kêu cứu. Cả gia đình con đã đến giải cứu cô ấy và lực lượng cùng tình thương của sư phụ đã giải thoát cô ấy khỏi ngôi nhà. Ngôi nhà hoang đã không có người ở hơn 20 năm và bị ám nặng. Sư phụ đã đem xuống một cơn lốc xoáy từ thiên đàng và thăng hoa tất cả các hồn ma lên trời. Họ đã quỳ lại không ngừng trong lòng biết ơn. Cảm tạ sư phụ đã sử dụng lực lượng vĩ đại của Ngài
để làm cho thế giới và vũ trụ tốt đẹp hơn. Con cầu nguyện cho thế giới thuần chay, thế giới hòa bình sẽ sớm hiển lộ. Tâm Vũ từ Đài Loan, Formosa. Sư phụ cũng rất vui khi đọc những thể nghiệm của cô và hồi đáp. Tâm Vũ nhạy cảm. Tôi rất vui mừng khi cô nhận thức được năng lượng thiên đàng của truyền hình Vô Thường Sư lan tỏa khắp ngôi nhà của cô và xa hơn nữa. Hãy tiếp tục tu hành và xin các chúng sinh thiêng liêng của vũ trụ che chở cho cô, gia trì cô và người dân Đài Loan Formosa tài năng, bảo vệ quý vị an toàn trong tình thương của thiên đàng. Nhiều phước lành đang đợi. Kính chào sư phụ thân yêu nhất. Con vô cùng biết ơn những giáo lý từ ái của Ngài. Con nhớ Ngài từng nói rằng chúng ta nên tôn trọng mọi chúng sinh vì họ có thể là hóa thân của Phật Bồ Tát. Điều đó nhắc cho con nhớ đến hai sự việc mà con từng gặp phải. Một lần nọ, con đang đi bộ đến chỗ làm việc. Bỗng nhiên có một cụ bà độ tuổi 80 hay 90 xuất hiện. Khuôn mặt bà hồng hào tươi sáng và bà hỏi con, cô có biết tòa nhà này ở đâu không? Sau khi con chỉ đường xong, bà nói, cảm ơn, cô thật tử tế. Sau khi đi được vài bước, con nghĩ hay là nên dẫn bà đến đó. Nhưng khi quay đầu nhìn lại, con đã không thấy bà nữa. Con đường đó rất lớn và thẳng. Làm cách nào mà một cụ bà đột nhiên lại biến mất như vậy được? Con đã rất ngạc nhiên và cảm thấy cụ bà con gặp không phải là người phàm. Một lần khác, khi con vừa thọ tâm ấn không lâu trước đó và khi thế giới đang trong tình trạng khủng hoảng, một lần con bỗng dưng nghe thấy một giọng nói bảo con phải bế quan. Con bỏ xuống tất cả việc thế gian và bắt đầu bế quan. Trong vài tuần đó thật sự là một phép màu. Ruồi thường xuất hiện trong phòng. Bình thường ruồi không làm phiền con, nhưng khi con không tập trung thiền, họ sẽ đến và cắn vào mắt trí huệ của con để con có thể tập trung lại. Con rất biết ơn sự giúp đỡ của họ trong suốt quãng thời gian đó. Sau này, ngay cả khi con không bế quan, con thường có thể tập trung và cảm nhận được lực lượng vĩ đại của mắt trí huệ. Xin cảm ơn sư phụ. Con rất may mắn khi biết được pháp môn Quán Âm. Con đã rất do dự, nhưng giọng nói bên trong con mách bảo rằng cách duy nhất để giúp bản thân trở nên tốt hơn là tu hành theo Ngài. Trong 10 năm nay, con biết ơn mọi thứ vì con đã thật sự trở nên tốt hơn cả bên trong lẫn bên ngoài. Tất cả mọi sự thay đổi này giúp con cảm thấy thật sự được an toàn và nhận ra ý nghĩa của câu nói sáng biết đạo, tối có chết cũng hoan hỷ. Con thật sự đã rất may mắn và cũng thành tâm hy vọng mọi chúng sinh trên thế giới và vũ trụ có thể được may mắn như vậy. Con muốn ôm Ngài và chân thành cảm tạ Ngài vì sự hy sinh và tình thương vĩ đại của Ngài đã giúp thức tỉnh hằng hà sa số chúng sinh. Con chúc Ngài mãi luôn an khang, thường lạc và vui hưởng mọi phước lành từ tất cả các vị thiên đế trong toàn cõi vũ trụ. Con cũng rất biết ơn đội ngũ truyền hình Vô Thường Sư. Xin cảm ơn sự cống hiến vô vị kỷ của quý vị để giúp đỡ cho thế giới này. Phẩm Dung từ Trung Quốc. Sư phụ có đôi lời hồi âm cổ vũ dành cho cô. Phẩm Dung kiên định. Tôi luôn cảm thấy vui mừng khi một người tu hành thừa nhận sự giúp đỡ thiêng liêng xung quanh họ và tu hành tinh tấn để được tiến bộ tâm linh. Khi chúng ta có thể lắng nghe và làm theo tiếng nói bên trong của tự tánh thiêng liêng, cuộc sống chúng ta trở nên một trải nghiệm thần kỳ. Chúng ta được gia trì và hỗ trợ biết bao trên con đường này bởi rất nhiều chúng sinh giúp đỡ cả hữu hình lẫn vô hình, với mong muốn duy nhất của họ là chúng ta được giải thoát và khai ngộ. Thật tốt khi cô nhận ra được điều này. Hãy tiếp tục nhé cưng, vì càng ngày càng có nhiều thể nghiệm và phước lành đang đợi cô. Lòng biết ơn và sự khiêm nhường mở các cánh cửa thiên đàng dẫn tới sự giúp đỡ và khai ngộ lớn hơn cho tất cả những người tu hành thành tâm. Mong các cõi thiên đàng hỗ trợ cô và Trung Quốc vĩ đại trong hành trình tìm kiếm niềm an lạc vĩnh hằng. Công việc xứng đáng nhất. Kính gửi sư phụ Thanh Hải kính yêu nhất.
Thông qua đài truyền hình Vô Thượng Sư tuyệt mỹ nhất, xin cho con được gửi đến sư phụ kính yêu lời tạ ơn chân thành và những giọt nước mắt thánh thót trong tâm, vì Ngài đã cứu rỗi và ban cho con cuộc đời mới trong hành trình của một thánh nhân. Sau khi tu học với sư phụ, con từ một người yếu đuối, bất lực trong cuộc đời đầy rẫy khổ đau, trở thành một người sống thanh thản và bình an trong niềm tri ân Thượng Đế, tim của tu. Truyền hình Vô Thượng Sư cho con thấy thiên đàng hiện hữu mỗi ngày, vì bao điều tốt đẹp cao thượng của mọi sinh linh đang được ban ân phước vô cùng bởi đấng toàn năng. Con ước gì nhân loại sớm thuần chay và nhớ lại thiên tánh cao quý bên trong chính mình để tinh cầu này trở thành thiên đàng mãi mãi. Điều quan trọng nhất trên đường tu hành của con là rất nhiều đời tổ tiên, dòng họ, thân bằng quyến thuộc được siêu sinh. Nhiều người đã hiện ra trong linh ảnh cho con thấy là họ đã được cứu và siêu thoát lên những cõi giới cao hơn. Con đã dành nhiều thời gian để thiền, vì càng thiền, số người được siêu thoát càng nhiều, kể cả thân nhân của bạn bè hay những người và vật quen biết con đã qua đời đều được sư phụ cứu. Con trân quý vô vàn lợi ích bất khả tư nghì của Pháp Môn Quán Âm với lực lượng cứu rỗi giải thoát vĩ đại mà sư phụ đã ban cho chúng sinh địa cầu. Con trân quý vô cùng món quà tâm ấn thiêng liêng của sư phụ truyền dạy, giúp con sống tốt nhất kiếp người và đền ơn tứ trọng. Trong biển tình thương vĩ đại của sư phụ, biết bao linh hồn đang được cứu rỗi và thăng hoa. Chúng con thương kính Ngài, tim cô tu, vô vàn. Kính chào sư phụ. Thùy, từ Âu Lạc, Việt Nam. Sư phụ gửi đến cô như sau. Thùy tận tâm, tôi cảm động vì cô đã chọn con đường của một thánh nhân. Sự khiêm tốn, tin tưởng vào sư phụ và lòng biết ơn đã giúp cô thăng hoa đẳng cấp tâm linh, và điều này cũng đã ảnh hưởng tích cực đến cuộc sống vật chất của cô. Như cô đã thấy, sự tu hành tinh tấn của cô đã giúp cứu nhiều linh hồn, và tôi hy vọng điều này khuyến khích các đồng tu khác chuyên tâm dành tất cả thời gian rảnh của họ để thiền, thông qua sự câu thông bên trong với ân điển của sư phụ đầy quyền năng. Ngoài việc phụng sự tha nhân, đây là hoạt động đáng giá nhất cho nhân loại và có lực lượng cứu rỗi cho cô và tất cả những người quanh cô. Tôi gửi tất cả tình thương của tôi. Chúc cô và người dân Âu Lạc Việt Nam đức hạnh được phước lành vô biên của Đức Phật. Một cách nhắc nhở linh hồn. Kính thưa đội ngũ truyền hình Vô Thượng Sư, xin cảm tạ Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư vì sự cống hiến vô vị kỷ của Ngài và xin được cảm ơn đội ngũ truyền hình Vô Thượng Sư. Nhờ vào sự mẫn cảm của quý vị mà mọi người trên địa cầu này có cơ hội được xem rất nhiều những chương trình truyền hình tích cực và hấp dẫn mỗi ngày. Thông qua truyền hình Vô Thượng Sư, Thượng Đế liên tục truyền lực lượng tươi mới vào địa cầu để được chia sẻ với toàn thế giới, cho phép chúng tôi luôn được đắm mình trong ánh sáng, sự rạng rỡ, thanh thản và an bình. Là một khán giả trung thành của truyền hình Vô Thượng Sư, tôi yêu thích tất cả các chương trình của quý vị được phát sóng mỗi ngày. Điều tôi thích nhất là những bức ảnh do sư phụ chụp được chiếu ở phần đầu và phần cuối của chương trình giữa thầy và trò. Cùng với âm nhạc hay và du dương, đó là một bữa tiệc sảng khoái cho thị giác và thính giác của chúng ta. Trong vô thức, tâm hồn của chúng ta đã được thanh lọc và thăng hoa rất nhiều. Những điều đẹp nhất trên thế gian là gì? Cảnh đẹp thiên nhiên đa sắc thái được chụp trên máy ảnh, chẳng hạn như sương sớm trên phiến lá xanh, dòng suối róc rách chảy quanh những viên đá, khoảnh khắc thú vị khi một chú bướm tung cánh giữa những đóa hoa, mạng lưới tơ được dệt khéo léo bởi một chú nhện, năng lượng tỏa ra từ ánh nắng ban mai và vẻ đẹp khó tả của những chiếc lá rụng. Cho dù đó là thực vật, cây xanh, bầu trời quang đãng, mây, chim muông, côn trùng, màn đêm, lá rụng, mầm xanh, bóng cây, núi non chập trùng, hoàng hôn hay đường chân trời, mọi thứ đều đẹp không thể tả trong mắt của Ngài, thưa sư phụ. Với tình thương mỹ diệu và thiêng liêng trong trái tim Ngài và thông qua cách diễn giải nghệ thuật của Ngài,
Ngài đã chia sẻ những tác phẩm nghệ thuật này với toàn thế giới. Những sáng tạo nghệ thuật của Ngài khai sáng mọi người hoặc lấp đầy họ bằng niềm hạnh phúc sâu đậm, niềm đam mê sâu sắc hoặc sự khao khát. Trong dư vị ngọt ngào này, chúng ta như quên đi thế giới trần tục ồn ào và được gợi nhớ về ngôi nhà bị lãng quên từ lâu của linh hồn. Chúng con vô cùng tri ân những nỗ lực tận tâm của Ngài trong nhiều năm qua để hiển lộ một thiên đàng tại thế thông qua những cách diễn đạt nghệ thuật khác nhau, mang lại chân thiện mỹ đến với chúng con, đồng thời đánh thức và nhắc nhở chúng con quay về cội nguồn thật sự của họ. Thưa Sư Phụ, trong thời điểm quan trọng của quá trình chuyển giao từ cũ sang mới này, xin Ngài hãy luôn bảo trọng cho bản thân. Trong thời gian bế quan thiền sâu, xin Ngài hãy nhớ ăn uống đầy đủ, tập thể dục và nhìn vào lá xanh và bầu trời xanh nhiều hơn để bảo vệ đôi mắt của Ngài. Xin nguyện cầu tất cả các vị thiên đế, thiên thần bảo vệ Sư Phụ. Nguyện mong Sư Phụ luôn mạnh khỏe, an lạc và hạnh phúc và thực hiện được ước mơ của Ngài. Nguyện cầu thế giới thuần chay sẽ sớm được viên thành. Chúng con háo hức đợi chờ được chiêm ngưỡng thêm nhiều bức ảnh rực rỡ từ Sư Phụ. Chúng con thương Ngài, thưa Sư Phụ. Tiểu Hồng, từ Trung Quốc. Hãy vui hưởng những lời yêu thương của Sư Phụ dành cho cô. Tiểu Hồng nhiệt tình. Cảm ơn cô đã nhìn nhận thấu đáo từ vật chất đến tâm linh, cũng như chia sẻ thể nghiệm của cô với thế giới, và cảm ơn cô vì tất cả những lời chúc dịu dàng. Thật vui khi biết rằng cô thực sự coi trọng nghệ thuật nhiếp ảnh của tôi. Đây không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật mà còn là phương tiện để nhắc nhở linh hồn bằng những thông điệp vô tư, đánh thức họ bằng sự kết nối của tất cả các kỳ quan thiên nhiên xung quanh chúng ta, để họ biết trân trọng thiên nhiên và tình thương giữa muôn loài, dù chỉ âm thầm như cây cối, hoa lá, đá và những sinh vật nhỏ bé, nhắc nhở chúng ta về cõi giả tạm này. Hoặc nếu cô để ý, sẽ nhận biết là họ nói chuyện, đụng chạm, thể hiện tình cảm và tình láng giềng với nhau bằng từ trường của họ. Điều mà tôi cố gắng truyền tải qua góc độ được lựa chọn cẩn thận nhất có thể. Tôi yêu thích tất cả những tấm ảnh đó. Dù bề bộn công việc, nhưng điều này cũng mang lại cho tôi một số khoảnh khắc của niềm vui thuần khiết khi nhìn thấy chúng xuất hiện đầy rạng rỡ. Có lẽ điều này thu hút cô bởi vì tôi đã đặt hết tâm tư trong mọi tấm ảnh. Hãy thưởng thức và hãy chia sẻ món quà truyền hình vô thượng sư với người khác trong cộng đồng của cô. Cầu mong tất cả các vị thiên đế bảo vệ và đồng hành cùng cô trên con đường tâm linh. Chúc cô và đất nước Trung Quốc tốt đẹp, luôn được lợi ích từ ánh hào quang của Đức Phật. Trích đoạn các bài giảng của Master Thanh Hải Vô Thượng Sư và các buổi trình chiếu trên truyền hình Vô Thượng Sư.